Chào các em, chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu tiết 106 phần tập làm văn, luyện tập phân tích và tổng hợp. Các em hãy mở sách giáo khoa ra trang 11 để chúng ta tiến hành làm những bài tập trong phần luyện tập này nhé. Trước khi bước vào phần luyện tập thì cô và các em hãy tiến hành củng cố kiến thức. Như chúng ta đã biết thì ở tiết 105 chúng ta đã tìm hiểu phép phân tích và tổng hợp là gì. Vậy thì phép phân tích chính là trình bày từng bộ phận phương diện của vấn đề, còn phép tổng hợp là rút ra cái chung từ những điều đã phân tích. Và lưu ý thì thường là phép tổng hợp nó sẽ nằm ở cuối mỗi phần của văn bản hoặc là ở cuối bài. Vậy thì các em với những cái kiến thức ấy thì các em hãy tiến hành luyện tập phân tích và tổng hợp. Có phần 2 La Mã, luyện tập. Bây giờ chúng ta đã tiến hành làm bài tập số 1A. Trang số 11, các em mở sách ra nhé. Bài 1, đọc các đoạn văn sau và cho biết tác giả đã vận dụng phép lập luận nào và vận dụng như thế nào. A. Thơ hay là hay cả hồn lẫn xác, hay cả bài. Không thể tóm tắt thơ được mà phải đọc lại. Cái thú vị của bài Thu điếu ở các điệu xanh. Xanh ao, xanh bờ, xanh sóng, xanh tre, xanh trời, xanh bèo. Có một màu vàng đâm ngang của chiếc lá thu rơi. Ở những cử động, chiếc thuyền còn lâu lâu mới nhất, sóng rợn tí, lá đưa vèo. Tầng mây lơ lửng ngõ trúc quanh, chiếc cần buông con cá đồng. Ở các vần thơ, không phải chỉ giỏi vì là những tử vận hiểm hóc, mà chính hay vì kết hợp với từ, với nghĩa chữ. Đến một cách thoải mái đúng chỗ do một nhà nghệ sĩ cao tay. Cả bài thơ không non ép một chữ nào, nhất là hai câu 3-4. Sóng biếc theo làn hơi rợn tí. Đối với lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Thật là tài tình, nhà thơ đã tìm được cái tốc độ bay của lá vèo để tương xứng với cái mức độ rợn của sóng tí. Toàn tập xuân diệu tập 6. Vậy qua cái đoạn trích vừa rồi thì các em đã thấy được rằng cái luận điểm của văn bản này đó là gì nè? Đó chính là thơ hay là hay cả hồn lẫn xác, hay cả bài. Và tác giả đã chứng minh cái luận điểm này bằng cách đưa dẫn chứng cái bài thơ nào? Đó chính là bài Thu điếu của nhà thơ Nguyễn Khuyến ha. Vậy thì sau khi đưa cái bài Thu điếu xong thì tác giả đã đưa ra những cái luận cứ, những cái dẫn chứng để chứng minh rằng thơ hay là hay cả hồn lẫn xác. Vậy cái luận cứ đầu tiên đó là hay ở các điệu xanh. Tiếp theo đó là hay ở những cử động và tiếp theo là hay ở những vần thơ không non ép. Và ở tất cả mọi cái luận cứ này thì tác giả đều đưa ra những cái luận chứng một cách xác đáng và làm rõ được cái luận điểm mà đề đã đưa ra, đó là thơ hay là hay cả hồn lẫn xác, hay cả bài ha. Và đó chính là cách lập luận trong cái đoạn thơ này, trong cái bài bình luận này ha. Đây chính là thao tác chứng minh và đây là thao tác phân tích ha. Chúng ta sẽ đi qua. Các em hãy quan sát bài 1B sách giáo khoa trang số 11. Sau khi đọc thì các em sẽ cho cô biết được rằng là cái văn bản này đề cập đến luận điểm nào, lập luận để làm rõ cái luận điểm nào. Đúng rồi, luận điểm được nhắc đến trong cái văn bản này đó chính là mấu chốt của sự thành đạt. Và để làm rõ cái luận điểm này thì tác giả đã chuyển khai các luận cứ nào. Thì các em quan sát vào đó các em sẽ thấy được rằng là cái luận cứ đầu tiên đó là tác giả nói rằng là gặp thời, thứ hai là hoàn cảnh khó khăn, thứ ba là điều kiện và thứ tư là tài năng. Sau đó các em hãy quan sát để làm rõ các luận cứ này thì tác giả đã sử dụng các phương pháp lập luận đó là gì? Đó là nêu giả, giả thuyết ha. Nếu gặp thời mà chủ quan thì cơ hội nó cũng sẽ qua đi. Và nếu như là hoàn cảnh khó khăn, bi quan, thối chí thì sẽ dẫn đến thất bại. Nếu như gia đình có điều kiện nhưng mà mãi chơi ăn diện thì cũng sẽ dẫn đến thất bại. Và nếu như một con người tài năng không phát huy thì cũng sẽ bị thui chột mà thôi. Vậy, đây chia nhỏ từng vấn đề ra, chia nhỏ từng phương diện của vấn đề ra. Thì người ta gọi đó là thao tác gì? Đó chính là thao tác phân tích. Sau khi tác giả lập luận bằng phương pháp nêu giả thuyết, nếu như gặp thời, hoàn cảnh khó khăn, điều kiện, tài năng, nhưng bản thân con người không cố gắng và để tất cả những điều đó tuột khỏi tầm tay của mình, hoặc là nếu hoàn cảnh khó khăn mà không cố gắng phấn đấu vươn
nâng lên thì cũng sẽ không bao giờ có sự thành đạt. Vậy mấu chốt của sự thành đạt đó là gì? Tác giả đối chiếu tất cả đó là do cái yếu tố chủ quan từ phía con người. Bản thân chủ quan mỗi người, tinh thần kiên trì, phấn đấu, học tập, không mệt mỏi và đạo đức tốt đẹp. Vậy từ tất cả những điều phân tích và tác giả tổng hợp lại thành ý cuối cùng như thế thì đây là thao tác gì? Đúng rồi, đó chính là thao tác tổng hợp. Chúng ta vừa tìm hiểu cái cách lập luận ở bài tập số 1, 1B. Chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu bài tập số 2, sách giáo khoa trang số 12. Đề bài số 2 yêu cầu rằng là hiện nay có một số học sinh học qua loa, đối phó, không học thực sự. Em hãy phân tích bản chất của lối học đối phó để nêu lên những tác hại của nó. Vậy luận điểm của bài của đề này được đưa ra đó là gì? Đó là lối học đối phó. Và sau đó đề còn yêu cầu rằng là chúng ta hãy phân tích bản chất của lối học đối phó và nêu lên tác hại. Vậy bản chất của lối học đối phó nó biểu hiện ở hai cái bản chất cụ thể, đó là học mà không lấy việc học, việc lĩnh hội kiến thức làm mục đích. Và biểu hiện thứ hai là học đối phó là học bị động, không chủ động, cốt đối phó với sự đòi hỏi của thầy cô, của thi cử. Và tất nhiên lối học ấy sẽ dẫn đến những tác hại như sau: sẽ không có hứng thú trong học tập, chán học và hiệu quả thấp. Thứ ba đó là cái tác hại thứ hai đó là học đối phó cho nên không đi sâu vào thực tế, tất nhiên sẽ không bao giờ vận dụng được. Và thứ năm đó là học đối phó thì dù có bằng cấp nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, không có tác dụng gì cả. Chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu bài tập số 3, trang số 12. Bài tập yêu cầu rằng là chúng ta dựa vào văn bản bàn về đọc sách của Chu Văn Tiền, em hãy phân tích các lý do khiến mọi người phải đọc sách. Vậy cái luận điểm đưa ra đó là gì? Là đọc sách, cái lý do của việc đọc sách. Vậy thì sau khi chúng ta đã học bài bàn về đọc sách rồi thì các em có thể dễ dàng nhận thấy được 5 lý do của việc đọc sách. Thứ nhất, đó là chúng ta tích lũy được kiến thức. Thứ hai là cái con đường tự học nhằm khám phá thế giới trí tuệ và tri thức của nhân loại. Thứ tư, giúp chúng ta tiếp cận những kinh nghiệm, tư tưởng, kiến thức, lời dạy, bài học làm người. Thứ tư đó là giúp mở rộng khả năng giới hạn của con người. Và cuối cùng là không đọc sách, chúng ta sẽ trở thành kẻ giật lùi, lạc hậu. Chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu bài tập số 4, để yêu cầu rằng là hãy viết đoạn văn tổng hợp những điều đã phân tích trong bài bàn về đọc sách. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái bài bàn về đọc sách nó nhấn mạnh cái vai trò quan trọng của việc đọc sách. Và bên cạnh đó nó còn đề cập đến cái vấn đề rằng là sách rất là nhiều cho nên người ta dễ dàng đọc lạc hướng. Rồi học đọc nhiều nhưng mà lại như cái lối ăn tươi nuốt sống, đọc nhưng mà không tiếp thu, không tích lũy được gì và cũng không vận dụng được gì. Vậy cho nên chúng ta phải chọn lựa sách, chọn cho tinh và đọc thật kỹ, đọc nhìn nhẫn, đọc sách chuyên sâu lẫn, đọc sách thường thức lẫn sách chuyên sâu về chuyên môn của mình. Và đó chính là cái nội dung cơ bản của cái bài bàn về đọc sách. Vậy thì các em có thể tham khảo cái đoạn văn dưới đây để về nhà viết cho cô một cái đoạn văn hoàn chỉnh để đáp ứng cái yêu cầu của bài tập số 4 và rèn luyện cái kỹ năng viết văn của mình. Chúng ta vừa tìm hiểu xong và cũng thực hành làm cái phần luyện tập phân tích và tổng hợp. Chúng ta, các em về nhà hoàn chỉnh các bài tập vào trong vở bài tập của mình, viết một đoạn văn dùng phép lập luận phân tích để làm rõ những tác hại của việc nghiện điện thoại thông minh. Và các em soạn bài liên kết câu và liên kết đoạn văn để chuẩn bị cho tiết 107, 108. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thân ái chào các